mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang đang cùng với mấy anh có một chuyến đi rất là xa nhà nha mọi người. Khu vực chỗ Sang đang đứng á, là gần với biên giới của Campuchia nha. Đợt này thì Sang với mấy anh xuống dưới đây á, tại vì mấy anh em Sang định là sẽ đi bắt những cái tổ ong gần biên giới để xem là ở đây có mật hay chưa. Thường thì mùa mật ong ở chỗ bạn anh Huân nó sẽ bắt đầu vào khoảng thời gian đầu tháng 3 mọi người, như Sang nói á, đầu tháng 3. Nhưng mà năm nay là gần đầu tháng 4 rồi mà ong vẫn chưa có mật. Tại vì khu vực vùng Tây Nguyên á, hạn hán nó kéo dài gần cả 4-5 tháng mà trời không có mưa mọi người. Trời không mưa thì hoa rừng nó không có nở hoa và ong nó cũng không có đi lấy mật được mọi người. Nên đợt này thì mấy anh em Sang bàn nhau á, là đi sát với cái vùng biên giới xem là cái chỗ này á, nó ong nó có mật hay chưa. Và mấy anh em sẽ bắt thử, nếu mà được á, thì sẽ làm một vài chuyến bắt ong ở phía trên đây cho mọi người xem ha. Mọi người xem ở khu vực này này, nhìn rất là đẹp luôn. Mé bên kia đồi một tí xíu á, là tới giáp với biên giới Campuchia rồi. Mấy anh em Sang đi cái chỗ này thì nói chung là cũng không còn nhiều rừng đâu mọi người. Rừng á, chủ yếu là rừng ở mé bên Campuchia thôi. Còn mé bên đây á, chủ yếu là nương rẫy của người dân trồng mì nha. Ở đây có một con gà rừng nha mọi người. Nó đi ở cái đoạn đường phía đây. Nhìn đẹp thật. Do là gần với biên giới nên những cái con này rất là nhiều. Ở đây thì là nương rẫy, không phải là rừng, nhưng mà nương rẫy ở khu vực chỗ này gần như là không có nhà người sinh sống luôn á. Chủ yếu là những cái láng trại người ta làm ở trên rẫy thôi. Xa kia là mọi người nhìn thấy này, toàn là nương rẫy thôi. Đây cũng là nương, trên kia cũng là nương rẫy. Chủ yếu là nương rẫy này người ta trồng mì. Ở trên này nãy giờ Sang thấy mấy con gà luôn. Sang với mấy anh sẽ đi dọc theo con đường này mọi người. Mấy anh chạy xe trước này, đi xuống cái đoạn phía dưới đây ha. Như đó thì có một cái lán. Mấy anh em Sang sẽ ở cái lán ở phía dưới. Chỗ này thì nhìn đẹp thật luôn mọi người. Mặt trời sáng thì mấy anh em đi sớm á, tới đây thì mặt trời cũng vừa mới mọc lên. Ở đây thì có vài cái lán đó mọi người. Đây này, mấy cái lán rất là đẹp luôn. Có lẽ là mấy anh em Sang sẽ tới cái lán này để xin ngủ nhờ ở đây nha. Em Sang vừa mới cất hết đồ đạc ở trong chòi mọi người. Bây giờ thì sẽ băng vào trong cái mé rừng phía trong đây để đi bắt tổ ong nha. Tại vì hôm bữa thì mấy anh cũng đã thấy tổ ong rồi. Giờ thì mấy anh em Sang vào xem có mật chưa và đi bắt cái tổ ong này, cũng như là đi sẵn đi kiếm thêm nha. Hôm nay đi thì mấy anh em Sang đi cũng đông. Chú này có ong hay không? Cho là cái đoạn đường này đi thì cũng sát với bên kia rồi mọi người. Nên Sang với mấy anh đi thì cũng im lặng đi thôi. Tại vì rừng này là gọi là rừng mà mấy anh em Sang không phải là dân bản địa đó. Khu vực ở chỗ này thì cũng không còn quá nhiều rừng đâu. Rừng chủ yếu là nằm mé bên kia thôi mọi người. Còn mé bên đây của mình thì cũng ít rừng lắm. Nên đôi khi mấy anh kể đi thì cũng gặp những người ở mấy bên kia qua. Thì mấy anh em Sang di chuyển mọi người thì cũng sắp tới chỗ cái tổ ong mà mấy anh thấy rồi nha. Nó nằm ở cái đoạn đồi phía trên đây một xíu này. Giờ thì mấy anh đang làm một cây đuốc, xong rồi lên trên đó là mấy anh em mặc áo bắt ong vô là bắt thôi. Mấy anh bảo là cây tổ ong này á, nó thấp thôi mọi người, nó cách mặt đất khoảng tầm qua đầu thôi. Thường thì mùa nào mà gió nhiều thì ong nó sẽ làm thấp, còn mùa nào ít gió thì ong nó sẽ làm cao nha. Cái khu vực này thì gió nó nhiều á nên tổ ong này làm thấp, nên bắt cái tổ này thì cũng nhanh. Bắt xong thì mấy anh em Sang sẽ di chuyển để đi kiếm tiếp. Làm đuốc thì cũng như mấy năm rồi mấy anh em Sang làm bằng ống tre, cũng như ở kia là lá tươi. Lá tươi quấn ngoài, ống tre bỏ phía trong. Con vừa mới làm xong cái đuốc nha mọi người. Đuốc thì làm bằng lá tươi thôi, chủ yếu là lấy khói. Chứ mọi người lấy lá khô thì nó sẽ cháy lên và gây cháy rừng, nên mấy anh em Sang chỉ dùng lá tươi như thế này đốt để lấy khói ha. Với lại là cũng có mang nước ở trong ba lô rồi, lỡ như có than rớt xuống thì mấy anh em Sang cũng sẽ dập luôn. Bây giờ thì mình sẽ băng lên trên đó để bắt nha. Sang với anh Huân với anh Hoàng để bắt cho nhanh, còn mấy anh thì đi kiếm tiếp nha mọi người. Một cái ống tre gì bự chưa? Ống ngày xưa rồi người ta đãi vàng á. Ống đãi vàng hả? Được ống tre không chứ? Vượt vượt
Vậy là cái chỗ này là chỗ đại bàng hả? Ủa bự lắm anh Huân ơi. Kìa kìa, mọi người thấy cục đen đen ở chỗ này không? Bự dữ ta. To to thế. Đây này mọi người. To to lắm. Vậy nó cũng đâu phải thấp đâu. Nó nằm ở cái vực ra mà. Đi lên tới đây đổ hết mồ hôi mọi người. Tại vì nó nằm tận tiếp trên đỉnh đồi. Thấy không? Đây cái tổ ong mà mấy anh em sang chuẩn bị bắt đó mọi người. Đây sang phóng lên cho mọi người xem nha. Nó nằm ở một cái cây. Mà cái cây này nó ngã ra cái bờ vực cái chỗ này. Nó không cao, cây không cao nhưng mà cái vực nó cao mọi người. Mà anh Huân bảo là những cái tổ ong nào mà nó nằm ở cái chỗ mà nó đen ngã ngã mà nó đen như thế này thì cũng sẽ giữ. Nên thôi mấy anh em sẽ mặc đồ bảo hộ vô nha. Đồ bảo hộ thì màu đen đi. Màu đen à. Đồ bảo hộ thì cũng giống như mấy năm rồi mấy anh em sẽ bắt thôi. À, cái nón lưới này chế bằng cái vợt này. Cũng như là một cái áo khoác để mặc vào xong rồi leo lên bắt thôi. Ở đây là đồ bảo hộ của Sang với mấy anh chế tạo này. Áo khoác với là cái đồ lược thức ăn của mình á. Để mà che cái mặt lại. Chủ yếu là cái mặt thôi. Anh Huân thì cũng mặc một bộ đồ vậy. Giờ thì hai anh em Sang sẽ xuống để thả cho em chai nước đi. Đây, một điều không thể thiếu nha. Nước để dập than nha. À, hai anh em Sang sẽ xuống để mà bắt con này. Còn anh Hoàng ở trên đây để mà hỗ trợ nha. Xuống không? Xuống, dễ xuống luôn, ba anh em xuống luôn. Có gì có than rớt xuống thì mấy anh em Sang cùng nhau dập. Bác ông thì không sợ, sợ là sợ rớt than thôi. Tại vì mấy anh em Sang đi thì rất là kỹ. Thì thấp thôi nha mọi người. Nó cũng dễ leo, nó nghiêng nghiêng theo kiểu này nè. Anh Huân mới có bước vài bước là lên tới đây. Cái tổ này thì rất là to luôn, nó không phải nhỏ đâu. Được cái tổ này hiền nè mọi người, thấy anh Huân lên tới đó nó còn chưa ra. Ông thì có mới về, còn rung đinh sáp luôn kìa. Nhưng mà rừng có mật ra ha. Nhưng mà rừng xa rồi mấy anh em sang bắt luôn. Ù ra đó. Ô. Mới về. Ui mật kìa. Có mật rồi. Mà nó chưa đóng luôn à? Chưa đóng nắp thôi. Ui trời. Nhìn đã. Đã. Đẹp đẹp đẹp. Cái này tỉa lại nó ở không ta? Ở lại chứ. Đây đẹp quá mọi người. Tổ ong đầu mùa của năm nay nha mọi người. Cũng may mắn rồi leo lên mà bắt được thấy được cái tổ ong mà có mật như vậy là may mắn rồi. Tại vì cái khu vực rừng của chỗ anh Huân á, tới giờ thì ong vẫn chưa có mật nha. Còn đây là khu vực rừng xa rồi. Nên chắc là ông nó về trước, nó đóng trước. Giờ thì anh Huân sẽ treo đuốc và chuẩn bị cắt tổ nha. Cái này cây chôm chôm hả? Cái ba rừng. Mới đầu tưởng tổ này hiền nhưng mà không hiền mọi người. Làm mấy nên sao mấy phát. Ồ đốt, đốt Hoàng ơi. Cục tay không à? Xem ra quá. Máy phát cái tài rồi, có gì canh nha Hoàng. Em ra trước nha. Ê, cái dép em đột quá mọi người. À, không có bao tay, có bao tay thì Sang ở lại với mấy anh em luôn. Mà không có bao tay chịu. Máy phát vô đầu ngón tay 5-6 phát. Ui. Ui dữ vậy ta. Dữ lắm mọi người. Chắc 5-6 phát á. Đây này nó chích nè. Chà, đố thôi ơi.
tổ vé xíu đó ta. Đen đen là thấy sai sai rồi. Mà tổ này già lắm rồi. Ừ. Mặt già lắm. Dập giúp tao cái đuốc ấy. Do là Sang là người cầm máy quay ấy, người Sang giơ cái điện thoại lên như thế này này. Cao hơn cái đầu Sang ấy, nên nó chích vào ngón tay rất là đau, rất khó chịu luôn. Bị chích không? Em 14-15 phát vô ngón tay luôn chứ. Hồi nãy là không có cái bao tay là thấy nghi là nếu mà tổ ông giữ chắc chắn là nó sẽ chích vô bàn tay Sang. Mọi người thấy tay Sang bị rung không? Do bị chích nhiều quá. Nè nó tự rung luôn nè. Đâu phải là Sang gồng gì đâu, nó tự rung luôn nè. Được mấy lít? Giờ xuống tổng kết thành quả nha. Nào, lấy cái bộ mặt cái heo. Mới đầu thì mấy anh em Sang tưởng tổ này hiền, nhưng mà nó có mật rồi mọi người, nó không hiền. Đây là thành quả. Đây là thành cũng nhiều chứ. Già hả? Đây là cho em. Đây là thành quả của cái tổ ong này mọi người. Chắc hơn 2 lít. Hơn 2 lít. Thôi, về chòi rồi mấy anh em sang vắt xong. Còn giờ thì cho vô ba lô để đi tiếp thôi. Đen xì lì ha. Chắc là khu rừng. Chắc là cái khu rừng này thì nó lấy cái hoa cây này nhiều quá nên nó đen. Đi thôi. Tổng cộng thì sang chích bị chích mười mấy mũi nha mọi người. Mà không sao, bắt được tổ ong này là cũng may mắn rồi. Thành công. Ê, ngón tay sao bắt đầu nó đang chuẩn bị sưng lên. Đây, phát đồ chưa? Giao. Cái gì? Đồ nè. Cái vàng kia đúng không? Mấy anh em sang đi tới cái đoạn này mọi người thì phát hiện ở đây có một cây ươi này. Cây ươi vàng. Cái ươi này. Mua nhiều ta? Quá trời luôn. Nhà rừng bên đây vẫn còn ươi ha. Đi qua góc tôi coi thử. Đình kỳ còn tôi tóm á, răng lơm à. Giờ mấy anh em sang đi thử qua góc xem thử. Bay, cái đó là gọi là bay rồi ha. Kia còn một cây kìa. Đấy, cây cao kìa. Đi qua góc coi thử. Không biết đi đường nào. Ô, may mắn rồi mọi người ơi, không phải là một cây ươi luôn mà hai cây đây. Bên đây một cây này. Bên đây một cây này sao phóng cho mọi người xem. Hai cây một lúc luôn chứ. Đây. Ui, sắp bay rồi, cái này là lắc nó rụng không? Đây này, trái không là trái nè mọi người. Cây cần một cây bên đây nữa. Hai cây luôn này. Nói thật cho mọi người nha, đi rừng á mà gặp những cây ươi mà sắp bay như thế này á, gọi là cực kỳ may mắn luôn á. Tại vì những cái ươi bây giờ cũng không còn nhiều đâu. Cái này nó bay rồi á hả? Đây mọi người. Cái này là gọi là ươi bay á mọi người. Gốc nó đâu? May mắn rồi. Từ đó thấy trái ươi không? Từ dưới góc không thấy hả? Đâu cái gốc nó đâu? Cái gốc đây hả? Mấy anh em xem đi nãy giờ mọi người thì cũng đã tới gốc của cái ươi này.
Đây là gốc của nó này. Đường này đi là may mắn à. Cái ươi bay nó trên kia. Ở đây quay không thấy này. Nó khuất cái tàn tre. Đi kiếm ông mà gặp một cái ươi bay như thế này gọi là quá may mắn luôn. Tại vì một ký ươi nó còn nhiều hơn, nhiều tiền hơn cả một lít mật ong đó nha. Nếu mà cây này được chục ký là kiếm chục triệu mọi người. Đây quá trời luôn này. Đi kiếm ong mọi người mà thấy được cây ươi như thế này á là may mắn của mấy anh em Sang rồi. Nên bây giờ anh Hoàng sẽ leo lên phía trên cây ươi để lấy cái hạt ươi này nha. Cây ươi này là do nó cũng sắp bay rồi mọi người, nên bây giờ anh Hoàng leo lên trên đó. Chỉ cần dùng tay á, lắc vào cái nhánh cây ươi á, thì cái hạt ươi nó sẽ rụng xuống nha. Còn những cái cây mà ươi tươi tươi á, thì người ta muốn khai thác là người ta phải dùng cái dao người ta chặt cái nhánh của nó. Nhưng mà mấy anh em Sang thì không có chặt nha. Gió quá lắc trời nó bay xa chứ. Ừ. Cây ươi này nó bị con vọc nó ăn hết lá rồi. Ăn hết đài đây. Lắc nha. Tiền rơi anh em ơi. Đây đã rụng xuống rồi mọi người. Đẹp quá. Nhiều dữ vậy. Đây ươi bay nè mọi người. Ôi, nó bay ngẹt chừng luôn. Đây là hạt ươi bay nha. Mấy anh em Sang thì chỉ khai thác theo kiểu này thôi. Gặp thì mình lắc cho nó rụng xuống chứ không có chặt nhánh cây nha. Chất lượng rồi. Nhiều cái đài nó vướng. Đài to. Cho mọi người xem cái hạt ươi khi anh Hoàng lắc rụng này. Nó nằm gần như là trải đầy đất ở chỗ này luôn ha. Bây giờ thì mấy anh em Sang phải đi nhặt từng hạt bỏ vào trong bao ha. Để xem là cái thành quả của gốc này được bao nhiêu nha. Thường thì người ta đi khai thác ươi á, người ta không có để giống là ươi như thế này người ta mới khai thác đâu mọi người. Mà người ta ươi xanh là người ta đã dùng dao người ta chặt nhánh rồi. Nhưng mà như vậy thì phá hoại cây quá. Còn làm như kiểu của mấy anh em Sang á, thì sẽ không lấy được nhiều quá. Chỉ lấy được một ít thôi. Thôi giờ thì sẽ nhặt cho mọi người, nhặt được bao nhiêu nhặt thôi. Tại vì nó nằm tràn lan hết chỗ này luôn mà. Tận bên kia đó. Qua tới bên kia cũng có hạt ươi nè mọi người. Nó bay tùm lum hết mà. Tại vì nó có cái đài xoay á. Thôi giờ sẽ đặt cái điện thoại xuống ha. Rồi cùng với mấy anh em nhặt hết cái chỗ này. Nhiều đây chắc cũng vài ký á. Cái này đúng nghĩa là lụm tiền ha. Vô rừng. Đây mọi người ơi, Sang vừa mới nhặt được một đống cái phần hạt ươi này. Mọi người thấy đã không? Cái này là nó vẫn còn xanh, người ta gọi là ươi xanh nha. Còn khi nào mà nó như thế này mới gọi là ươi bay. Ươi như thế này mới được, cực kỳ được giá luôn. Còn như thế này thì nó rẻ hơn. Về thì mấy anh em phơi lại. Cũng tính là ươi bay thôi. Nãy giờ thì mấy anh em Sang cũng vừa mới nhặt xong một cây ươi nha mọi người. Thành quả được bao nhiêu đây? Cũng nhiều quá. Hết rồi, mấy anh em Sang nhặt hết rồi. Tại vì trên cây ấy còn rất là nhiều luôn. Nhưng mà lắc được phần nào rụng thì mấy anh em Sang lấy phần đó thôi. Còn cái nào không rụng thì cứ để cho nó trên cây ha. Đây. Được bao nhiêu đây? Chắc 5 ký. 5 ký, 6 ký. 5 ký. Cũng nặng lắm tại vì nó cũng chưa khô. Bên kia còn một cây nữa. Giờ mấy anh em Sang qua xem là nó nhiều hay không. Thì có thêm một cây ươi nữa nha. Hai cây nó nằm sát với nhau luôn. Mà cây này thì mọi người xem trái phía trên nữa nè. Những cái nào mà nó vàng như này là cái đài, gọi là cái đài mà đựng cái trái của nó đó. Thì cái cây này cũng được vài ký. Giờ thì anh Hoàng sẽ leo lên cái cây chỗ này ha.
theo cái thân ươi nó không phải thấp đâu nha mọi người. Cái gốc nó ở đây nè, nó mọc theo cái chỗ này lên tận tới phía trên đây luôn. Nãy giờ thì anh Hoàng leo tới đây nè mọi người. Tại sao giá thành của cây ươi nó mắc á, thì mọi người cũng thấy nè, leo được nó thì cũng không phải đơn giản nha. Không giống như leo ong, mọi người thấy anh Hoàng đây nè, đấy, không mặc bất cứ cái đồ bảo hộ gì luôn, cứ như vậy là leo thôi. Cái đài ươi này á là mình phải bắt buộc là phải leo lên tới cái chỗ cao nhất của cái ngọn ươi, xong rồi mình mới bắt đầu là lắc. Phải cao leo lên làm sao tới tận cái đọt phía trên đây này đó, thì mới bắt đầu là lắc cho nó rụng xuống nha. Tính ra cây này cao dữ chứ nè, từ từ dưới đây nha, gốc dưới đây nè mọi người, này đây là bắt đầu cái gốc nó này đó. Lên đây chắc khoảng 30 mấy mét á, 30 mét. Leo lên luôn đi, lắc thử cái. Hả? Leo lên tới trên nha. Đây anh Hoàng leo nãy giờ thì cũng đã tới phía trên ngọn của cây ươi này. Bây giờ thì sẽ chuẩn bị để lắc cây ươi này cho rụng xuống nha. Rồi lắc ơi! Lắc đi! Ô, đẹp thế! Trời ơi, nhiều quá, nhiều luôn. Quá đã luôn mọi người. Đấy, khai thác ươi kiểu này thì đâu cần phải dạng như là chặt nhánh này kia đâu không? Mấy anh em sang cứ làm vậy thôi, là nó rụng hết mà. Nhưng mà cái là hơi cực một chút, với lại là mình không lụm được nhiều á. Quá đẹp quá. Thôi giờ để cho anh Hoàng lắc cho hết nha. Đây nè, mọi người thấy ươi nó bay không? Còn tần tần ở trên đây luôn mà. Wow, một cái xe ươi rụng nè. Trên cây không còn một cái trái nào luôn nha, rụng hết luôn, sạch sẽ luôn. Đấy, không còn trái nữa. Chứ thường là những người khác mà người ta đi lấy ươi là người ta sẽ chặt hết mấy cái nhánh như thế này nè, người ta chặt hết cho cây trùi lủi luôn. Như vậy thì phá hoại quá, chỉ có như vậy là mới bảo vệ được cây ươi này. Nhưng mà có cái là mình một ngày đi nhặt cũng chẳng có được nhiều. Thôi giờ đi xuống dưới phụ mấy anh nhặt ươi nha. Đây là thành quả của cây ươi nè, anh Hoàng lắc xuống nè mọi người thấy không? Nó nghẹt từ trên đây mà xuống ở dưới kia luôn ha. Trên đây cũng có nè. Và đây là cái hạt của nó nè. Cái hạt của cây này thì nó to hơn cái hạt của cây kia nha. Đó, giờ thì mấy anh em sẽ nhặt và cho vào bao để xem cây này được bao nhiêu nha. Cây này thì đúng là ươi bay nè mọi người. Và giá là cực kỳ cao nha. Một ký ươi bay này còn hơn cái 1 lít mật ong nha. Hơn nhiều xem 1 lít mật ong. Quả của cây này được 3 túm nhỏ này. Giờ mấy anh em đổ lại một túm xem được nhiều không. Đầy bao này được mấy ký? 3 ký không? Chắc hơn 5 ký ấy. 5 ký luôn hả? Nắng chưa? Đây mọi người, được đầy cả bao luôn, hơn cả cái kia nữa, nhưng mà cây này nó khô nha. Cái kia thì được một túm đây này. Còn cái này được một bao đỏ. Thôi cọc lại, đi thôi. Cũng được mọi người. Tính ra là cũng được nha, tại vì cái cây này mấy anh em sang leo lên là nó cũng bay đi một phần nào rồi. Nó già quá, nó gió thổi bay đi bớt rồi. Chỉ còn một phần thôi mấy anh em sang lắc là được một túm cái này nè. Cũng nhiều, giờ cột lại, bỏ bao lô rồi mấy anh em đi tiếp. Giống lắm hả? Ui trời. Có cái gì đó không nè, đây còn mấy hạt. Đây, cho vô túi đi.
Chắc chơi cứ nở luôn. Rộng quá. À, để đi kiếm được tổ ong bên đây mọi người cũng không phải dễ đâu. Mọi người thấy không? Rừng bên đây rộng lắm. Giờ thì mấy anh em xe sẽ di chuyển xuống suối ha, đi lên cái đồi mé bên kia để mà đi kiếm nhóm của anh Huân nha, để xem là anh Huân có thấy được tổ ong nào hay không. Chứ nãy giờ là Sang với mấy anh là lo thấy hai cái ươi nè, lo lấy ươi á, nên cũng không có đi kiếm ong luôn. Chắc khu này mà kiếm chắc còn ươi nữa ha. Ở đây có hai cây, chắc là khu này kiếm vòng vòng chắc còn nhiều quá mọi người. Nhưng mà bây giờ trễ quá rồi nên mấy anh em sẽ đi xuống thôi. Bây giờ mà đi lấy ươi nữa chắc tới tối mới về tới bán. Cụ đó làm gì? Làm nhuộm quần áo không con? Cụ nâu. À, cụ móng ngựa hả? Cái đấy gọi là móng ngựa. À, giống như móng ngựa luôn kìa. À, nhìn giống móng ngựa quá ha. Đây là móng ngựa. Là... À, làm thuốc hả? Nam mình mấy anh bảo cái củ đó là củ móng ngựa mọi người. Khác loại ha. Cái dép nó không lên được. Ở đây dốc gần như thẳng đứng luôn. Sang đi phải bám vào những cái tre này kéo lên chứ không có thể nào ra. Bước lên không được. Bây giờ chắc là 2 giờ mấy chiều rồi. Thì Sang với mấy anh đang trên đường quay trở lại cái láng để tổng kết thành quả của ngày hôm nay. Nhưng mà đi ngang cái đoạn này á, là có một cái nương rẫy rất là rộng của người dân nè. Thì Sang với anh Hoàng ghé lại đây một tí xíu để mà đi săn nha. Ở trên tay Sang thì đang cầm ở đây á, là một cái ná của người dân ở phía trên đây nha mọi người. Cái ná này á, là người ta dùng để bắn cái con được gọi là cái con gặm nhấm đi phá trái điều đó. Thì cái mùa mà trái điều chín á, thì buổi chiều là cái con này nó sẽ từ bờ ranh á, nó ra ở những cái vườn điều để nó ăn những cái trái điều rất là phá luôn. Nó không khác gì con chuột đâu mọi người. Con chuột á, thì có thể là nó chỉ phá lúa, phá mì của người dân thôi. Nhưng mà riêng cái con gặm nhấm này á, thì nó sẽ phá những cái loại trái cây có giá trị nha. Như là trái điều á, thì nó sẽ ăn hết cái hạt điều luôn. Còn như trái sầu riêng á, mà người dân người ta trồng rẫy ở đây này, thì nó sẽ vào để nó ăn khoét cái sầu riêng ra, nó ăn một múi. Hoặc là những cái trái ổi, trái mít này kia thì nó rất là phá luôn. Nên thường thì người dân sát với cái vùng biên giới này á, người ta sẽ sử dụng những cái ná như thế này để người ta đi bắn những cái con này á. Thì hôm nay mấy anh em sang lên đây mượn được 3 cây mọi người. Nên mấy anh em sang chia ra thành 2 đội. Đội anh Nghĩa thì trên kia, đội anh Huân trên kia, còn Sang thì với anh Hoàng sẽ bắn ở khúc này nha, kiếm một vài con làm bữa ăn tối. Giờ bắn khúc nào được? Giờ đi kiếm cái chỗ làm chòi đúng không? Giờ chặt cái đó. Giờ thì Sang với anh Hoàng muốn săn được cái con gặm nhấm này á, thì phải làm một cái chòi. Và mình ngồi phía trong chòi mình núp. Núp đến khi nào mà cái con này nó ra, nó đi ăn trái điều á, thì mấy anh em Sang sẽ đi dùng cái ná này để săn nó nha mọi người. Nói chung là săn con này cũng không phải dễ đắt chuối nha mọi người. Còn Sang nha mọi người, mình sẽ thử gài cái ná này lên để xem cái cách bắn của cái ná này nha. Cái ná này thì cũng rất là khó gài mọi người. Đây. Gài nó thì nó sẽ có cái cọng dây cáp kiểu này này. Đó, gài nó mình sẽ kéo cho cái này vào trong đây. Mạnh nhá. Ui. Ủa khó gì ta? Xoắn cái tay. Xoắn lại à? Nó cứ trượt ra thôi. Cũng phải dễ đó mọi người. Nó chọc cho bụng rất là đau nha. Cái ná này không phải là dễ gài đâu nha mọi người. Nó vừa nặng
mà cái dây nó lại trơn nữa, gài vô nó cứ bung ra thôi. Giờ anh Hoàng gài thử. Nặng vết, kéo đổ hết mồ hôi luôn. Rồi, xoắn lại ha. Đặt lệch tay giữ. Bung ra thử. Ôi, nó tuyệt ta. Bị trơn. Trơn rồi. Cái cỏ bị hư. Trơn rồi. Được không? Lấy cái dao làm khớp chính. Rồi, được rồi. Đây, mừng. Đây là một cái ná đã gài xong rồi. Thì nó sẽ như thế này. Giờ muốn bắn được nó. Né né nha anh Hoàng. Nó sợ nó bị cướp cò mọi người. Muốn bắn được nó thì như vậy mọi người. Đây là cái mũi tên của nó này. Cái mũi tên của nó thì có cánh như thế này. Giờ mình sẽ để cái mũi tên vào trong cái đường chỗ này nha. Sang sợ nó bị cướp cò thôi. Cái ná này thì Sang không rành lắm mọi người. Nên bây giờ thì cho anh Hoàng bắn thử nha. Từ đây tới cái chuối kia khoảng 3 mét. Rồi. Ôi, sao nó vào ta? Bị cong rồi. Đó, trúng nữa. Bên trái quá nhỉ? Nó qua bên trái ha. Đây mọi người. Đây là cái mũi tên nó đâm vào gốc chuối. Ôi, đâm sâu ha. Xuyên tới đây luôn. Bây giờ thì Sang sẽ thử bắn vào cái chuối ở chỗ kia nha mọi người. Ná thì Sang cũng gài xong rồi. Ná này khi mình gài thì mình cũng hết sức cẩn thận nha. Không có ai ngồi trước mình. Tại vì nó không giống như là những cái loại khác. Nó rất là dễ cướp cò luôn. Giờ thì mình sẽ gài mũi tên như thế này. Có cái rãnh này. Đó, mình sẽ gài vào đây. Nó sẽ dính như thế này nha mọi người. Rồi Sang sẽ bắn thử vào cái cây chuối phía trước mặt Sang mọi người thấy không? Đường bắn. Đó, trúng rồi. Giờ này còn báo thức nữa. Đây mọi người, Sang vừa mới bắn trúng mũi tên vào cây chuối này. Ồ, mạnh dữ ta. Xuyên qua từ đây qua bên đây luôn mọi người. Nó trúng nhưng mà nó trúng vô cái lỗ nhưng mà nó không có xuyên qua mọi người. Bắn tới phải chứ, bên trái luôn. Giờ bắn thử vô cái cây chuối kia nha mọi người. Đó. Chính xác luôn. Đó. Bắn xa thì nó dễ trúng hơn là bắn gần nha, xuyên qua luôn. Cũng rất là mạnh. Giờ thì hai anh em Sang sẽ về làm mấy. Chỉnh nãy giờ mới bắn được nha mọi người, tại vì mỗi vùng người ta có cách bắn cũng như là cách làm khác nhau. Đây là vùng gần biên giới nên người ta làm cái ná theo kiểu mà nó khác đó mọi người. Giờ hai anh em sẽ quay về kia để làm cái thum. Ở đây có một cái cây điều quá trời trái đó mọi người. Nó rụng ngạt gốc luôn này. Mùa này thì con này chắc là nó ra chỗ này nó để nó đi ăn cái điều á. Giờ thì có lẽ là Sang với anh Hoàng sẽ làm một cái chòi, một cái thum gần cái cây điều này thôi nha. Đây, một cái điều này mà mọi người nha. Ô, điều bên đây ngọt quá ta. Nó khác giống cô chỗ mình hả? Điều mấy bên đây ngọt thật chứ. Đây mà mọi người nha. Đang khát nước nữa. Vừa hái được khoảng chục cái điều mọi người. Bây giờ thì sẽ mang vào đám lùm phía trong đây nha. Để mình núp. Tại vì cái con này nó rất là khôn. Cái điều ở phía ngoài nhiều trái nhưng mà nó sẽ núp ở phía trong bụi lùm này. Khi nào mà nó không thấy có ai, không có động tĩnh gì nó bắt đầu nó ra. Nên giờ muốn bắt được nó thì mình phải làm một cái chòi thật là kín luôn. Xong hai anh em sẽ núp trong đó. Chờ nó đi ăn trái điều thì mới bắt được nó thôi. Sẽ xỏ thành một sâu như thế này nha. Để khi con này nó ăn á, nó không có tha đi. Rồi sẽ đặt lên cái một cái nhánh cây ngã ở chỗ này này. Ở đây thì anh Hoàng vừa mới để một ít mì lên đó. Sang với mấy anh sẽ vừa bắn cái con gặm nhấm này mà vừa bắn cái con chuột hôi đấy. Chuột hôi nó leo lên cây đấy. Mà nó to hơn con chuột đồng của mình một tí xíu. Cái loại đó thì nó cũng hay đi ăn trên những cái cây như thế này này. Đó, mình sẽ đặt như thế này nha. Để làm mồi dẫn dụ đó. Rồi thì anh Hoàng phải làm một cái chòi mấy bên đây. Vừa mới hoàn thành xong cái thum nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đem hết đồ đạc vào phía trong chòi. Ngồi trong chòi thực sự im lặng. Để chờ cái con này nó đi
đi kiếm mồi nha. Trong chòi thì nó sẽ như thế này. Đó. Anh em sẽ ngồi đây. Mình sẽ nhìn ra cái đám điều phía kia. Đây này, ba cái lỗ đây này. Mình đã thấy rồi. Mà để săn được con này phải hết sức yên lặng nha mọi người. Nãy giờ thì Sang với anh Hoàng ngồi phía trong cái thâm này mọi người, để chờ mấy con chuột đi ăn á, gần cả 2 tiếng đồng hồ luôn nha. Làm ngồi từ cái lúc mà lá chuối nó còn tươi á, tới bây giờ nó héo luôn nè. Vẫn không có nào đi ăn nha. Tại vì khi nãy lúc mà làm cái chòi này, mấy anh em Sang chặt cái cây động quá đó. Mấy con này nó không dám ra. Đáng ra cái này muốn đi bắn được nó thì mình phải làm cái chòi này trước 1-2 ngày gì đó. Xong rồi qua ngày hôm sau gì đó mình mới đi bắn thì nó mới ra nhiều mọi người. Còn nãy giờ là chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Không thấy con nào ra hết cả, không thấy động tĩnh gì hết. Hai anh em Sang ngồi trong cái thùng này mọi người gần cả 3 tiếng đồng hồ đó. Không có một cái con nào nó ra nó ăn. Nó kêu rất là nhiều ở cái khu này, nó kêu quá cho kêu luôn. Mà nó không ra. Động quá động, do mấy anh em Sang chặt cây làm chòi á, nó không dám ra chỗ này. Nó không dám ra cái điều luôn. Trời phía trên bây giờ mọi người xem đây. Chuyển mưa đen thui luôn ha. Nên thôi thì Sang với anh Hoàng sẽ tạm thời là gom hết đồ đạc vào trong ba lô và quay trở về cái láng trại thôi. Không biết là nhóm của anh Nghĩa với lại của anh Lăng là có hay không. Tại vì khi nãy đi là mấy anh em Sang chia ra thành 3 nhóm luôn mà. Hy vọng là nhóm của hai anh là sẽ có mọi người. Còn nếu mà không có là chiều nay là mấy anh em Sang cũng không có gì ăn đâu. Tại vì đây là cái khu vực mà gần biên giới rồi, cái này là láng xa lắm rồi. Từ đây mà ra tới cái chỗ mà có người ta buôn bán đồ ăn thì rất là xa. Mà khi sáng thì mấy anh em Sang cũng không mua gì theo ăn hết cho mọi người. Bây giờ nếu không kiếm được đồ ăn thì có lẽ là cũng không có gì đâu. Giờ 5 giờ mấy đó, 5 rưỡi đó. Trời chỉ mưa đen thui luôn nè. Chắc này mưa quá. Thôi về láng đi. Bây giờ là 6 giờ chiều nha mọi người. Sau một ngày vất vả thì mấy anh em Sang cũng đã quay trở lại cái láng rồi nha. Đây là cái láng mà tối nay mấy anh em Sang sẽ xin ngủ nhờ lại đây một đêm ha. Láng này là láng của người quen á. Mấy anh em cũng xin rồi nên tối nay cứ ngủ nhờ lại đây thôi. Mọi người thấy mấy bên kia đó, xa xa kia là rừng của bên Campuchia đó mọi người. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ vào trong láng để chuẩn bị nấu nướng đồ ăn tối nha. Được chục ký không anh không? Cả đó ha. Đây là thành quả của một ngày mấy anh em Sang đi rừng mấy bên đây nha. Kiếm được đầu tiên đó là anh Huân bắt được ở đây một tổ ong. Tổ ong này thì theo như Sang đoán thì chắc 2 lít, được 2 lít mật các mọi người. Nhưng mà mật mấy bên đây không biết sao nó lại có cái màu đen đen chỗ này nè. Mấy anh bảo là nó hút mật cây cornea đó, nên có vị đen với lại nó đắng nha. Nó có vị hơi nhẫn nhẫn đắng. Còn để xuống đây đi ha, xuống bụi cỏ đi. Còn anh Hoàng thì bắt thêm được một tổ đó. Cái tổ này không đi chung nên sao quay không được. Tổ này thì nhỏ thôi mọi người, nhưng mà rất là đẹp luôn nè. Vàng ống luôn. Tổ này chắc được 1 lít. Cũng được 3 lít mật. Và đặc biệt hơn là mấy anh em Sang còn lấy được ở đây nửa bao cái hạt ươi nè mọi người. Hạt ươi rừng nè. Đó, toàn ươi bay thôi. Như đây thì cũng hơn chục ký rồi. Chục ký ươi bay này thì cũng rất là có giá nha mọi người. Cũng nói chung là nhiều đó. Buổi chiều thì Sang với anh Hoàng có đi vào trong cái nương rẫy phía trên kia mọi người, để làm một cái thùm để đi săn mấy con chuột á, ra ăn cho đều. Nhưng mà hai anh em Sang dạng là không có may mắn nên không bắn được con nào hết cả. Nhưng mà mé bên của anh Nghĩa với anh Lăng đi thì may mắn hơn hai anh em Sang nhiều nha. Hai anh thì bắn được ở đây, đây mọi người xem này, hai con. Con này là con gà rừng nha mọi người. Mới đầu thì mấy anh em Sang định đi bắn chuột thôi, nhưng mà may mắn là cũng gặp mấy con này. Tại vì mé bên đây á, thì nó rất là nhiều luôn. Nó ra gần như là buổi chiều chiều á. Những cái đồi phía này nè, nó ra nó gáy quá trời luôn. Nên mấy anh thì cũng bắn được hai con này. Tối nay thì mấy anh em Sang thì cũng có đồ ăn rồi.
Giờ làm món được gì, món gì ta? Xào sợi ớt đi ha. Sẵn sẵn cái chòi này cũng có xào sợi ớt, với lại anh Bảo có chặt được một quýt độc mây nữa. Có lẽ mấy anh em sang làm món phần nào xào ớt, cái phần nào nấu độc mây. Trong kia, trong kia thì mận thôi. Đẹp quá. Trong kia thì anh Bảo cũng bán được một con chuột nữa mọi người. Con chuột cũng vừa vừa. Và mấy anh em sang bỏ vào xào sợi ớt luôn. Bây giờ thì mận để chuẩn bị bữa tối nha. Tại vì ở đây nó không có điện. Người xem chỗ này, gần như là không có một cái nhà nào hết cả. Ở đây toàn là nương rẫy thôi. Xa 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 kia luôn. Toàn là nương với nương thôi. Với kia là một con chuột đất rất là to. Chuột thì anh lăng đang mần nha. Còn gà thì anh Huân đang chặt cái bên kia. Gà thì mình sẽ làm món xào sợi ớt nha mọi người. Tại vì con gà rừng nó rất là dai, nên chặt nhỏ ra mình xào với sợi ớt ăn cho nó dễ này. Còn riêng cái con chuột đất kia thì nó có một cái vị nó hôi hôi, nên muốn nấu mà cho nó đỡ hôi á, thì đây mọi người, đây là những cái đọt mây rừng. Mấy anh em sang lúc mà đi bắt ong á, chặt được. Giờ lột hết đọt mây rừng cho vào trong đây, rồi chặt con chuột bỏ vào trong đây để nấu một nồi canh nha. Mới đầu thì mấy anh em sẽ định là săn cho nhiều nhiều một chút, khoảng tầm chục con nấu một nồi cho nó đã ăn cho nó ngon. Nhưng mà bị cái là rừng này thì mấy anh em săn lạ đó, với lại là săn được con mấy con này thì phải làm chòi này kia 2-3 ngày thì mới bắn được nhiều. Nhưng mà mấy anh em sang mới tới nên cũng không có. Đây là mấy cái hạt ươi mà mấy anh em sang lấy được mọi người. Bây giờ thì sang sẽ bỏ vô nước để ngâm. Tối nay mấy anh em sẽ uống nha. 7 người của mấy anh em sang thì 7 hạt là đủ rồi nha. 7 hạt, 8 hạt là đủ rồi. Không còn nhiều quá đâu, tại vì nó nở to lắm. Đấy, bây giờ mình cứ cho nó vô nước như thế này nè. Một xíu nữa, khoảng tầm 15-20 phút nó bắt đầu nở ra. Và mình tách cái vỏ ngoài của nó, mình cho đường vô thì uống rất là ngon nha mọi người. Đấy, công dụng của cái hạt ươi như thế này nè. Uống rất là mát, rất là ngon. Cá bao này ngâm là cả một phi á mọi người. Chắc là mấy chục người uống nữa. Nhiều lắm. Cái này nó nở ra là nguyên cá bôn luôn á. Đây là cái phần thịt con chuột với lại cái đầu gà mọi người. Mấy anh em cho vô cái nồi hầm độc mây để hầm nha. Cũng được nguyên cá nồi đó. Bên kia là món sạch ớt. Này thì kiếm được nhiều mấy anh em sang nấu và ăn bao nhiêu thôi mọi người. Này chứ, thơm lừng luôn chứ. Ủa, nhiều dữ ta. Nó săn rồi. Ủa, còn thịt chuột bên đây nữa nè. Cả miếng luôn kìa, mấy miếng luôn. Đây nè, lộn vô nó hôi không. Đây, cho cái này vô luôn. Đây nè. Đó, mấy miếng luôn á. Ồ, có chảo chứ chơi. Rồi, cho cái giữa luôn đi, cho sạch luôn. Cơm đâu con á? Đổ ra luôn. Rồi, ê, ăn cơm chứ. Cơm á? Thôi kệ đi. Cơm đổ bên cạnh được. Cái thịt gà xào thì cũng đã chín rồi mọi người. Còn cơm nấu cũng đã chín rồi, đổ ra luôn. Mấy anh em sang thì ăn vậy thôi. Ơ kìa, đồ cơm bên này. Kệ đi, đổ bên đó, đổ đây. Chỗ này thì được hết. Rồi, mình nêm sang. Ồ, đẹp luôn. Rồi, cho cái này lên nữa. Rồi, buổi tối của mình nêm sang như vậy nha mọi người. Giờ mời mọi người cùng với mình nêm sang ăn cơm thôi. Nhà tiếp. Ăn thôi. Sắp trời. Này dọc đường đi thì mấy anh em sang có mang theo một ít bia mọi người. Tại vì vào trong đây thì cũng xa rồi. Thôi vô một cái đi rồi ăn uống. Thôi, mời mọi người nha. Mời mọi anh em. 1, 2, 3, vô. Uống cho nó mát mọi người. Mấy anh em đi thì cũng ít khi uống lắm.
nhưng mà hôm nay vào trong đây thôi uống, tại vì chỗ xa lạ mà. Thôi, ăn thôi. Chắc tâm luôn. Hai món mà món nào cũng ngon nha mọi người, món nào gọi là đặc sản á. Đây, thịt chuột nấu đọt mây này. Đi rừng xa nhưng mà cũng không quên cái món ở rừng nhà nha. Cái gúm nó cũng buôn hơn ngay. Mà mọi người nha, ăn đọt mây. Đây đổ đây nha, cái gúm nó. Là út cái gì đây? Có sông nhỏ đúng không? Có sông nhỏ ai đấy? Ai rửa? Cầm lên bố ráo mới. Để xuống đây đi. Ủa cái này bỏ xả, thơm mùi xả xả hả? Ăn lần này. Trên đây cũng ngon chứ. Giá thủ không đấy. Thịt cái con chuột này mọi người, nó có một cái vị riêng của nó, nhưng mà nấu chung với đọt mây thì nó lại ngon, nó hợp. Ăn cơm. Con chèn nó rất là bà tôi hôm qua mà mà đây anh mà mọi người ăn cơm này đi thì mấy em thông cảm là mấy anh em sang không có mang chén kịp, quên mang nên thôi ăn như trong rừng luôn. Đây, ăn vậy lại ngon đó. Bé ớt đó hả? Vua. Ê, mày nhìn ra đi. Cái này mình nấu thêm xíu nữa mới vàng ha. Ghê với cái rì thử cục thịt gà này. Cục thịt dài quá. Con người vừa. Hai con, một con dai, một con không dai. Ăn cực kỳ dài lắm. Còn mềm với mấy con gà trước nhà anh nuôi. Con gà nhà anh nuôi, đụng bó tay. We need to get it.